Tình quân nhà ngõi đoàn về tổ chức lễ dân hoa. Đây là nhà thờ chức nhận dòng họ Hoàng Xuân, dòng họ ngoài của bà. Nhưng mà theo giá họa đệ này, dòng họ không phải có nguồn gốc từ Nghệ An, mà có nguồn gốc từ làng Hoàng Vân, huyện Kim Đồng, phủ Khoái Châu của tỉnh Sơn Nam. Nay là làng Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên. Ông ngoại bà cô Hoàng Đương là đời 10 năm của dòng họ này. Còn là trước mắt anh chị, bây giờ ta còn lưu sự được một gốc mít tuổi thọ đến nay đã trên 130 năm rồi. Gốc mít này thì có từ thời ông bà ngoại và nó gắn liền với tuổi thơ của từ thời ông bà ngoại của bà. Ngôi nhà canh năm xa này là nhà bà ngoại là Nguyễn Thị Kẹp, làm ruộng và có tên nghề tiền tài. Nhà ngoài ngày xưa có hai cô con gái, Hoàng Thị Loan, Hoàng Thị An. Câu chuyện được bà con nhân dân kể lại, bộ của bác ông Nguyễn Sinh Sắc thì vốn được sinh ra tại làng Sen, là con của cô Nguyễn Sinh Nhầm, cô Hà Thị Hi.